Phụng nghi định đã đến, sau giờ này chẳng thấy nàng điêu. Vậy ta mau tóc tạm kỹ tiền, chờ nàng ra đây cùng ta đối diện. Chẳng hiểu giờ này là giờ nào, hẹn người ta mà không đến. Có người ta bạc, có người ta trả. Bố đợi ra đây, bố sẽ ngất nhiêu, ngất nhiêu. Ngàn trùng nhẹ tấp đường mây, sông muôn cụm mây chen la liễu. Nàng qua đây cho ta biểu, chàng qua đây xem biểu. Ta nói nàng qua đây cho ta biểu, chàng qua đây xem biểu. Một biểu không, hai biểu không, ba biểu bốn biểu 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 biểu. Trời ơi, cái gì mà hai ba bốn chín biểu? Tôi biết biểu biểu cái nào hò. Bây giờ nàng qua không? Cầu sao mà mắc? Thì cái cầu nhỏ xíu mà em qua rồi cay, em trợt dân, em té xuống nước rồi uống nước rồi chết làm sao? Ở đó mà nhõng nhẽo với ta, về nhõng nhẽo với ông bụng bự đi. Nè, bây giờ nàng qua đi không? Chàng qua đi rước em hò. Cái gì? Tao mới rước nàng à? Làm gì mà có chuyện đó? Bây giờ hổng qua phải không? Không. Hổng qua thì tôi đứng ở đây hoài. Cái gì? Đứng ở đó hoài hả? Ồ. Được rồi, đứng ở đó đi. Để ta kiếm cái cục đá, ta chọi cho. À, trời ơi, chết tôi rồi nè. Đau, đau quá. Chuyện gì vậy Tiểu Thiên? Tệ cái mũi tôi rồi nè. Ta còn cầm trong tay đây nè. Chọi hồi nào mà bể mũi. Ủa, chưa có chọi hả? Tưởng chọi rồi thì bể mũi. Còn chưa có chọi thì hỏng sao? Thôi được, để ta qua rước nàng, rồi nàng sẽ biết tay của ta. Về nhõng nhẽo với ông bụng bự đi. Thôi mà ha, đừng có ghen mà, chút giận mà ha. Người ta giỡn có chút xíu mà quạo ha, chút giận mà ha. Rồi bây giờ nàng chịu qua chưa? Nè, nắm tay đi, rồi dẫn em qua. Ừ, đi. Kìa. Cái gì nữa vậy? Nói nhỏ nhỏ thôi, la lớn làm người ta hết hồn. Nhõng nhẽo ha. Ta biết làm sao bây giờ? Trời ơi, coi cái mặt giận kìa. Mặt giận sao? Giận thì dễ xương nè. Kệ người ta, mặt trời.
tròn méo kệ người ta. Giờ sao? Chịu qua chưa? Chịu nè, đi ha. Nè, đi từ từ nha. Tôi không biết lỗi đâu. Không biết lỗi phải không? Được rồi. Nhớ, ta thương, ta muốn gặp nàng. Bây giờ, ta hết nhớ, hết thương, ta đuổi nàng về đó. Nè, đuổi nghe không? À, đuổi thì tôi về với thằng da bụng bự à. Nàng về đi. Tôi về thiệt à. Không cảm hết. Không. Tôi về thiệt nè. Về đi, ở đó hâm với giỏ. Cái mặt đẹp trai như vậy đây nè, mà không ưng, ưng chi cái người mặt búp râu rìa, cái bụng bự như là con ánh tương vậy đó. Ta nói thiệt với nàng, ta Điêu Thuyền, Điêu Thuyền ơi, Điêu Thuyền à, Điêu Thuyền ơi. Tôi ở đây nè. Ủa, sao đuổi người ta đi? Lòng em quyết tâm yêu già. Nguồn cơn tránh đen ra sao nàng mau khá phong. Bài Phùng Tiên ơi, sao chàng nở lạnh lùng hớt hủi, để cho em đây tình sầu duyên tôi ngấm thương.
nhãn thiệp hồng pháo đỏ, đón tân nương kiểu cưới đầy hoa. Thì đồng cha sư dinh nổi sang qua, hỏi mọi việc mới biết tiêu thuyền là của lữ bố. Người bảo không sanh nhân đã nhận làm dưỡng phụ, sanh quy lực của quái hùng trong tâm cảm
rõ đây là duyên nợ. Nhưng đạo đức thường là nghe mẹ con non cao ai đắm mà đau, sống sâu ai bơi ai đào mới sâu. Phụng tiên ơi xin chàng hãy hiểu cho lòng tiên, nghênh ganh bé bạn vô đồng trác lão gia. Thôi nếu lời đã hiểu nhau, lưu luyến mãi vậy sẽ lòng rơi lệ. Nàng về đi Phụng tiên, đời thì như ngăn bèo trôi theo dòng. Dòng đời đưa đây về nơi dần chờ, hoàng hôn buông xuống đêm bao trùm phủ thân gầy, lạnh cùng giá băng thiết cô đơn. Nay khúc dây tương phùng ôi đớn đau trong lòng, rồi xa nhau ngừng mình cái chết từ lâu. Chết để ta tôi với người xưa, chết để giữ trọn tiến hành. Thì còn đắng đo kiếp sống thừa là mong được một ngày gặp lại cô nhân. Để tấc lòng này to gan, rồi tôi sẽ quy mình chôn giặc nỗi sầu riêng. Nhưng mà tôi tư đúng. Bây giờ chỉ có chết mới tỏ lòng chung thủy. Nàng có dám chết không? Nếu mà nàng chết thì ta mới tin. Trời ơi Phụng tiên, thiếp đã nói hết lời mà chẳng hiểu thôi, thì để thiếp chết ai ghi giữ lòng. Chết đi. Được rồi, để tôi chết ai ghi giữ lòng. Tôi chết nè. Quả duyên điều thiện với Phụng tiên gặp.